công nghiệp Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết công ty nào ở đây cũng đều căng băng rôn, dán thông báo tuyển dụng lao động. Từ bảo vệ đến công nhân máy, công nhân kỹ thuật, vị trí nào cũng đang cần tuyển người. Ngày đầu năm thì số mà nhu cầu tuyển dụng như vậy đó thì tương đối là tốt, và chúng tôi hy vọng rằng trong vài tuần nữa thì cái nhu cầu tuyển dụng đó sẽ tăng lên khá mạnh. Sau Tết, nhu cầu việc làm tăng cao. Trung bình mỗi tháng, Trung tâm Giới thiệu Việc làm thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp khoảng 30-40.000 người lao động để giải quyết các nhu cầu về bảo hiểm thất nghiệp, về nhu cầu tìm việc làm. Nhưng trong tháng đầu sau Tết, con số này có thể tăng gấp đôi. Sau thời gian nghỉ Tết thì mọi người tìm việc mới, mọi người xin nghỉ việc nhiều. Thì đó là lý do vì sao mà các công ty mới phải tuyển nhiều như vậy. Số người tới tìm việc cũng khá đông. Tức là việc có được thoải mái hơn thì sao đó. Anh Khang đi du học ở Phần Lan về Việt Nam làm việc được 5 năm, nhưng đã đổi việc đến 4 lần. Những nơi anh đã làm việc lâu chỉ được hơn 1 năm, ngắn hơn thì chỉ khoảng vài tháng. Mình muốn đổi hẳn cái ngành làm việc luôn, tại cái ngành cũ mình cũng đã làm 5 năm rồi, mình cũng không có còn muốn làm nữa. Hồi trước thì mình làm ở bên bán lẻ, bây giờ thì mình chuyển qua ngành chứng khoán. Mà cụ thể là nó, cái bản chất của nó cũng là về chăm sóc khách hàng là chính. Chính vì muốn thay đổi môi trường để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn cho bản thân, nên nhiều người trẻ đã không ngừng nhảy việc. Tuy nhiên, người lao động cũng nên cẩn trọng khi đi xin việc, bởi hiện nay nhiều trang rao tuyển trên mạng không đúng với thực tế công việc được nhận, và người xin việc có thể mất tiền môi giới của các đối tượng cò.